Chào mừng quý vị khán giả của Zubatan đến với video tiếp theo. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục quay trở lại cái chợ phiên Cán Cấu của huyện Simacai sau những ngày mưa bão các bạn ơi. Đây, sạt lở các thứ là vẫn còn ảnh hưởng tương đối nhiều đến cái không gian của chợ phiên các bạn. Chợ họp vào sáng thứ bảy hàng tuần đấy. Hiện tại thì thời tiết rất là mát mẻ các bạn ạ. Mọi người đi chợ tương đối là thoải mái, dễ chịu. Trên Simacai thì vẫn đang có rất nhiều đoàn từ thiện lên trên này trao tặng nhu yếu phẩm, đồ ăn thức uống cho người dân các bạn. Sáng sớm này thì trời cũng có mưa nên là chợ nó sẽ bị họp muộn hơn bình thường, mọi người sẽ đến chợ muộn hơn. Chợ giờ rất đông rồi các bạn. Đã có những du khách nước ngoài đến chợ chơi nha các bạn nhé. Mình cứ nghĩ là giờ đường ấy nó còn sạt lở nhiều, các đơn vị du lịch không làm tour lên đây, nhưng mà mình đã trên đường đến đây đã thấy có những cái đoàn khách nước ngoài. Một cái dấu hiệu tốt cho du lịch ở trên này. Đất sạt lở và một số cái máy móc đã đến để san gạt lấy lại cái mặt bằng cái chợ. Mưa rồi nhưng mà du khách giờ mới đến chơi này. Mọi người nào sẵn sàng đồ luôn. Chào anh. Các mình bắt đầu làm tour lên đây rồi à anh? Vâng, bắt đầu chắc là đánh giá là độ an toàn cao rồi thì mình mới dám đưa khách lên đúng không ạ? Các anh chị đến từ đâu đấy ạ? À, Pháp ạ. Vâng. Em thấy hôm nay bắt đầu thấy đông khách rồi. Đường chính thì ok. À vâng. Tùy bạn thôi. Vâng. Vâng, cảm ơn anh. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ nhá, an toàn nữa, đặc biệt là phải an toàn. Ok. Vâng. Ở phía ngoài đường này thì có đoàn xe từ thiện chắc độ tầm khoảng hơn chục cái các bạn. Mọi người chắc là tranh thủ vào chợ để ăn sáng xong rồi mới đi trao quà cho người dân như vậy. Không khí âm nhạc đã trở lại rồi. Đây, những đoàn khách nước ngoài rất phấn khởi. Đây, đoàn xe từ thiện nữa các bạn này. Đi từ thiện vùng cao để vào được những cái bản sâu bây giờ thì phải bán tải hai cầu các bạn ạ. Thì mới có thể vào được. Còn chúng ta không lên cố nhé, nếu mà xe của chúng ta không đảm bảo thì không lên cố đi vào. Thì đi vào trong đó có thể không ra được. Thì cứu hộ thì cũng không thể vào mà cẩu xe ra được ngay đâu các bạn ạ. Đường hẹp trong đấy cứu hộ người ta cũng không vào. Thế là chúng ta phải cân nhắc phương tiện trước khi đi vào sâu bên trong bản. Đoàn du khách nước ngoài thì như là đoàn nhiếp ảnh các bạn, mình thấy ai cũng có một cái máy ảnh khá to.
chứ không phải đoàn khách du lịch bình thường. Đây khu chợ rau đây, nhưng mà có vẻ là khá vắng các bạn. Chợ rau hoa quả đây. Chị. Vậy là sau cái đợt thảm họa là mọi thứ giờ mới bắt đầu đang trở lại. Về người ta bán ổi với cả hồng. Đây những quả la rừng. Và la rừng bổ thận tráng dương về ngâm rượu cho anh em đây. Quả này là lạ ấy, chú, quả gì ấy, chú? Quả này là chút bệnh thánh ấy. Bệnh thận à? Ừ, cái thẻ này lúc nào bị căng ấy à. Căng quá là đau từ cái sống này thì lại cái này. À, bình thường là các chú hay... À, đây là cái hạt chưa phơi khô đúng không? Ừ. À, rồi, rồi, rồi. Đây là lo nguyên cái hạt thôi, tao thấy cái quả hạt khô này có bán. Bình thường có bán. Như cái thành mà. Đúng như quả thận đúng không? Đây là về mình ngâm rượu hay mình đun nước? Đây là nấu thịt ăn này, nó phả cái thành này. À, mình đập ra mình lấy cái hạt nấu thịt à? Lấy cái nhân nấu thịt ăn. À, vâng, vâng. Thật mà bị căng, bị đau ấy đúng không ạ? Vâng. Đấy là kiểu là gọi là sử dụng theo cái cách dân gian truyền thống ở trên này các bạn. Chứ người ta cũng không thể biết cụ thể nó là cái bệnh thận như thế nào. Về những quả hồng to chưa này. Hồng này có phải đợi nó chín không cô hay là ăn được luôn? Cái này là ngâm kích rồi. À, hồng ngâm à, cứ thế là mình về ăn. Kích rồi, 3 ngày 3 đêm rồi. Thế là giờ về là gọt ra ăn được luôn gì ạ? Ăn được luôn. À vâng, hồng giòn, quả to lắm các bạn này. Đó. Rất là to luôn. Các loại hoa quả sạch lại trở lại với chợ rồi. Rất là ngon các bạn, hoa đủ lực này. Đang làm nhu cầu mua về ngâm mật ong để sử dụng thì alo cho mình. Đấy, bây giờ mình có thể lấy hàng gửi cho các bác rồi. Sâm đương quy bồi bổ sức khỏe và mạnh gân cốt cho người lớn tuổi đấy các bạn này. Còn đây là hồng, hồng không ngâm đây. Hồng phải đợi chín đỏ mới ăn được đấy. Còn mấy cái bó, cái này là sâm dây à em? Sâm dây thơm lắm. Còn cái này chữa bệnh, cái này chữa đau đau xương khớp à, phải không? Em ấy có mấy bó cây thuốc, em ấy cũng không biết diễn tả diễn đạt. Vẫn còn khá nhiều gian hàng là chưa có người đến bán. À, ở đây có tương ớt này, không biết có ngon không, để mình kiểm tra xem ngon thì mình lấy cho khách. Đây có mấy quả cà này, cái loại cà rất là lạ, nó lên sừng sừng này. Cái cô ấy bảo nó chưa đau bụng.
về chỗ lái xe. Cả hay chưa? Nó ngay ở cái xã chỗ. Đây có ít tam thất tươi này các bạn này. Loại này chắc phải mười mấy củ mới được một cân. Các bạn cần loại củ to hơn thì mình cũng có thể lấy được các bạn nhé. Ấu tàu này, các sản phẩm nụ hoa tam thất, bột tam thất, củ tam thất khô, bột nghệ đen, bột nghệ vàng chữa bệnh đau dạ dày này các bạn này. Bác nào lấy thì alo cho mình. Đây là cái đường đi lên khu ăn sáng các bạn. Lát nữa thì mình sẽ lên đó. Người bán đỗ tương. Đấy, thúng mổng long lia. Đi xuống xem chả lợn một tí xem nào. Em cũng cần gì đâu. Khu bán lợn, bán chó gom gom vào một ít thế này thôi. Non à, một đôi chim non à. Xem nào, xem nào. Vừa mới chuẩn bị ra ràng thập thò. Đôi này bán bao nhiêu tiền em? 120 á. Có 10 một con. Cho luôn cái lồng ấy để đựng nhá. Lồng ấy nát rồi. Không, cái lồng này mang về. Thế xin cho anh cái túi gì để anh bỏ chứ? Cái túi sạch sạch, xin cái túi nữa. Nó chưa chạy đâu. Tâm ra trả tiền cho anh đi. Du khách nước ngoài là rất là sợ khi thấy các cô gái người Mông ở đây xách con lợn như xách con gà. Mọi người sợ các bạn. Con này không dám kêu. Con này có vẻ nhút nhát. Kêu bé bé. Đây dưới này có hơn chục con chó. Này thì chủ yếu là chó Bắc Hà, giống chó lâu Bắc Hà này các bạn, lâu đỏ này. Chó ta thì hôm nay người ta cũng chưa mang ra bán đấy. Chung là sau lũ lụt thì hàng hóa nó hạn chế rồi, chưa có nhiều. Hôm nay lợn ít nên là hình như nó sợ, nó không dám kêu. Con này cô bán bao tiền đấy cô? 1 triệu. Dạ. 1 triệu. 1 triệu tròn là cơ. Nó có nhỏ nhỏ chắc là được 7 cân không cơ? Hả? Con này được 7 cân không cơ? Vừa thấy các cô cân mà. Đó, hôm nay em hiểu sao lợn kêu rất bé nhá. Không kêu to, ép ép như mọi khi. Ê, vừa nói xong. Giờ nó mới kêu. Ủa
Các nhiếp ảnh gia ở nước ngoài đến rất thích những cái hình ảnh này. Này, những cái chõ rượu khổng lồ rồi các bạn này. Siêu to khổng lồ. Bây giờ mình lên khu chợ trên, đi vào theo đường chợ chính xem nào, các mặt hàng ở trên đấy xem nào. Khu dưới này thì cũng chỉ có thế thôi. Bắp cải đầu mùa này ngon chưa? Ổi thóc hay gọi là ổi găng đây. Loại này ngâm rượu cũng ngon đấy các bạn nhé. Uống nó vừa thơm vừa ngọt. Chuẩn bị đến mùa gặt này nên mọi người mua cái cào thóc này cũng nhiều rồi các bạn này. Cái này để phơi thóc phơi ngô, dùng đa di lăng nó rất tiện, bằng nhựa, dùng được mấy mùa lúa liền không hỏng được. Đấy, đi đường gặp rất nhiều các chư bắt giới cầm bồ cào. Cái máy này xay cái gì đấy chú? Máy xay đậu. Xay đậu à? Máy hiện đại, ngày xưa người Mông mình thì không có máy này thì làm kiểu gì á? Đá xay. À, xay cái cối bằng đá này à? Cái cối quay quay này hả? À, giờ là chơi máy móc hết rồi. Chỗ này bán máy tuốt đấy, cũng phục vụ cho mùa gặt đấy. Máy tuốt lại thì lắp động cơ xăng, rồi mang lên nương thì mới tuốt thôi. Cái lắp động cơ xăng này chắc là đắt lắm đấy. Cái này mấy triệu đấy anh? Cái này 3 triệu. Nguyên cái bọn thế thì động cơ khoảng 2 triệu, còn cái bộ khung kia 1 triệu. Đây hướng cổng chính đây khá là đông các bạn. Còn chưa đi vào được ngay đây. Hàng Quốc của cô này thì cũng đắt hàng rồi. Đường này sẽ đi xuyên qua khu bán quần áo và xuống cái khu ăn sáng các bạn. Đây thì người ta xay to đâu. Giờ chắc chỉ khu ăn sáng là đông thôi. Đây, chú này đang săn những cái khoảnh khắc ở chợ quần áo này. Khá đông rồi. Tấp lập quá. Rất nhiều người đi sắm đồ đẹp.
mình đi qua cái nào. Bây giờ mời các bạn đi tham quan khu ăn sáng một chút cho nào. Đây mọi người đang ăn ốc đậu với này thịt lợn hầm đây. Uống rượu. Giờ chưa trưa rồi nhưng mà khu ăn sáng thì vẫn còn đông lắm các bạn. Đồ ăn rất hấp dẫn luôn các bạn. Nhưng mà ít khi gặp du khách nước ngoài ngồi ăn sáng ở đây. Mọi người đa số là ăn rồi xong mới đến đây đi nên là mọi người không ăn lại nữa, không ăn tiếp nữa. Vặn lưỡi lợn, ui mày nóng quá. Chú này rất là vui tính này, thỉnh thoảng chụp ảnh cho mọi người xong mà trêu xin tiền. Bữa này ăn phở thì chắc chỉ người ở đây ăn được thôi. Cái nó chảy mỡ luôn. Mọi người ăn nhìn ngon lắm các bạn ạ. Đấy, thái xong thì nhìn nó không được vệ sinh lắm nhưng mà mọi người sẽ trần nước sôi lên cho đảm bảo. Miếng cái này. Vâng, bà đang giới thiệu có mèn mén. Anh nhiếp ảnh người nước ngoài vẫn đang nhiệt tình sáng tác kìa, leo trèo tìm các góc. Anh em mình lại làm hai bát phở gà, hát nữa thì ra chợ ghi hình tiếp cho bạn xem. Thế mọi người ăn ngon quá, không cầm được rồi, không kiềm chế rồi. Ôi, gia đình bé này đi ăn sáng này, toàn người sinh trưa này. Bây giờ mình vừa ăn sáng xong các bạn ạ. Giờ sẽ ra chợ để đi ghi hình tiếp xem là không khí chợ thế nào. Gia đình 5 người rất là đẹp luôn. Hai cô công chúa. Hạt này chưa bằng gì đấy anh? Không biết ạ. Phải bạt đi. Thế anh đang ăn đây. Đây. Nó hạt đấy đúng không? À, nó như kiểu hạt hạt rẻ ấy nhỉ? Mà chưa bệnh gì đấy, mọi người mua nhiều lắm này. Hạt này chưa bệnh gì đấy cô? Sỏi thận à? À, chưa sỏi thận à? À, về nhai ăn luôn à? Ăn luôn. Ăn luôn này á cô? Nhai ăn luôn à? À. Có sổ ra ăn luôn. À, cứ thế là ăn thôi, không phải làm gì nữa. Ăn như là thì khoảng 3 tiếng ấy là nó ra nhanh. Nó ra rồi, nó mình đi lái thì nó không ra. Không ra đâu. 3 tiếng sau sỏi ra luôn rồi á. Nghe cũng thần dược đấy nhưng mà không biết là thế nào. Trời lại tiếp tục mưa các bạn. Ừ, quốc hàng tâm thất đây. Các bà đang thu đồ chạy mưa rồi đây này.
Không sợ, không phải chạy. Không sợ. Các bà còn chạy rồi đây này. Che chổi cho chiếc này rồi. Toàn các bà lớn tuổi đó. Rất nhiều du khách nước ngoài đến chơi chợ đấy. Hướng dẫn viên sẽ giới thiệu về cái cách nấu rượu ở bên Việt Nam mình. Thôi. Ờ, còn mua rau nữa Tâm. Mới còn rau gì? Ok, ok. Anh em mình cũng sẽ kết thúc video để di chuyển đấy các bạn ơi, chợ tan rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhá. Có cần mua cái đồ gì ở trên Tây Bắc thì alo cho số điện thoại ở dưới video. Cảm ơn các bạn.